Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chuyển đổi từ chiếc SIM vật lý sang eSIM. Đối với những bạn mà dùng máy smartphone hỗ trợ eSIM thì các bạn cần chuẩn bị cho tôi đó là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, cái giấy tờ mà các bạn đã đăng ký cái SIM chính chủ của các bạn. Thì việc đầu tiên các bạn cần có cái app My Viettel và các bạn cần đăng nhập vào trong app My Viettel. Thì ở đây tôi sẽ đăng nhập vào app My Viettel. Thì hiện tại cái SIM vật lý của tôi đang lắp ở trong máy. Thì đây các bạn có thể thấy sóng ở trên này. Đó. Sau khi đăng nhập vào app My Viettel thì các bạn sẽ kéo cái phần này. Các bạn sẽ kéo nó sang phải, sang hết bên phải này, sau đó các bạn vào phần tiện ích khác, sau đó các bạn kéo xuống một chút, kéo xuống phần tiện ích di động này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần đổi eSIM ở đây. Thì các bạn sẽ chọn đổi eSIM. Ở đây có hai mục thì các bạn sẽ ấn vào cái mục là đổi eSIM, rồi các bạn sẽ ấn vào nó. Thì đây sẽ hiện ra một cái thông báo là eSIM chỉ được sử dụng trên các thiết bị có hỗ trợ, quý khách có chắc chắn thực hiện không? Chúng ta sẽ ấn đồng ý. Rồi, ở bước này thì chúng ta sẽ có một cái phần thông tin khách hàng và ở đây có cái mục là thông tin liên hệ. Thì các bạn sẽ nhập cái số điện thoại liên hệ. Cái số điện thoại liên hệ này thì các bạn sẽ nhập một cái số khác, không được trùng với cái số cần đổi eSIM nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập email nhận cái QR code để hệ thống gửi cái QR code về cho chúng ta. Ở phần thông tin giấy tờ thì các bạn sẽ kiểm tra xem thông tin giấy tờ của các bạn đã đúng chưa. Sau đó các bạn chụp cái giấy tờ lên. Tôi sẽ chụp cái mặt trước của căn cước công dân này. Chúng ta sẽ quay ngang máy, sau đó là chúng ta sẽ chụp làm sao cho nó thật là rõ nét các góc cạnh, các chữ, các thông tin. Sau đó chúng ta ấn dùng ảnh nhé. Sau đó các bạn tiếp tục tải cái mặt sau của căn cước lên. Chúng ta cũng chụp tương tự đối với mặt sau của căn cước công dân. Sau đó các bạn ấn dùng ảnh. Nếu mà bạn nào chụp chưa được đẹp thì các bạn ấn chụp lại nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn vào cái phần tải ảnh chân dung ở dưới. Chớp mắt này. Nhận diện chớp mắt thành công. Quay phải này. Ồ, cái đây lại hiện cái quay trái. Giờ tôi sẽ quay sang trái này. Thì nó lại hiện quay phải và cười này. Để khuôn mặt giữa màn hình. Rồi. Tôi cảm thấy không được đẹp cho lắm, tuy nhiên là ok, chúng ta cũng phải ấn đồng ý thôi. Ok, sau khi các bạn thao tác đủ các thông tin rồi, các bạn chỉ cần soát lại, sau đó là chúng ta ấn tiếp tục. Ở đây sẽ xuất hiện cái hợp đồng nhá, hợp đồng thông tin. Thì các bạn có thể ấn xem hợp đồng hoặc là không xem. Đây, nếu mà các bạn muốn xem hợp đồng thì các bạn ấn đây, ấn xem đây này. Đó, cái hợp đồng giống như là cái tờ giấy ở bên ngoài đời thật đó. Đấy. Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ trả trước này. Thì cái này thì cũng giống như là các bạn đi ra quầy giao dịch hoặc là đi ra những cái cửa hàng của Viettel thôi. Đấy. Tuy nhiên là nếu mà cái cách này là cái cách mà áp dụng cho những cái bạn mà muốn tìm hiểu, muốn tò mò ấy. Còn bạn nào lười thì các bạn có thể đi ra ngoài cửa hàng Viettel cho nó nhanh. Đấy. Sau khi xem xong hợp đồng thì các bạn ấn vào cái chỗ chữ ký xác nhận. Thì các bạn ký bằng tay thôi. Tôi sẽ ký vào đây, tôi sẽ viết tên tôi ở đây. Nếu mà các bạn mà viết sai, các bạn có thể ấn cái nút quay lại này thì chúng ta sẽ ký lại. Đấy, ok, chúng ta sẽ ấn hoàn thành trên này nha. Các bạn chờ một chút này. Sau đó các bạn tích vào cái tôi đã cam kết thông tin khai là đúng này. Tiếp tục này.
Thì các bạn có thể thấy là các thông tin đã hiện ra đây. Đấy, thông tin khách hàng đã hiện ra đây này. Hình thức ký hợp đồng là ký trực tuyến này. Tổng chi phí là 35.000. Đấy, phương thức thanh toán này các bạn sẽ chọn cái phương thức thanh toán ở đây. Thì tôi sẽ ấn thử vào xem nó có bao nhiêu phương thức thanh toán này. À, có ví Momo này, có ví Zalo Pay này, có Viettel Pay Gate ATM. À, để tôi xem nào. Thì tôi sẽ chọn cái ATM hoặc Visa này đi. Ấn vào ATM hoặc Visa này. Ấn đồng ý này. Đó là các bạn sẽ đọc qua một lượt nữa. Thuê bao của quý khách sẽ bị gián đoạn trong vòng 2 hoặc 3 phút khi thực hiện đổi eSIM. Thì chúng ta sẽ ấn vào tôi đồng ý với các điều khoản mua hàng này. Tôi đồng ý này, sau đó là tiến hành thanh toán. Ok, các bạn chờ một chút nha. Quý khách vui lòng nhập mã OTP được gửi về số thuê bao thay đổi eSIM. À, có cái OTP gửi về thật ở đây các bạn. Tôi sẽ nhập cái OTP vào. Sau đó tôi sẽ ấn xác nhận, bởi vì cái SIM cần đổi của tôi đang lắp trong cái máy mà tôi đang quay cho các bạn xem luôn đấy. Đấy, thì tôi sẽ ấn vào xác nhận này. Sau khi nhập OTP xong, chúng ta ấn xác nhận. À, bây giờ đến cái bước thanh toán này. Ở bước này thì chúng ta sẽ lựa chọn các hình thức thanh toán phù hợp. Nếu mà bạn nào có Viettel Pay thì các bạn sẽ lựa chọn hình thức thanh toán bằng Viettel Pay, hoặc là tiền di động, hoặc là thẻ ATM nội địa, hoặc là thẻ quốc tế. Thì thẻ của tôi là thẻ Visa quốc tế thì tôi sẽ chọn là thẻ quốc tế. Sau đó tôi sẽ ấn chọn là thanh toán. Sau đó các bạn chọn cái loại thẻ phù hợp. Thì thẻ của tôi là thẻ Visa, tôi sẽ chọn là Visa. Sau đó tôi sẽ nhập cái số thẻ của tôi vào đây. Sau khi nhập xong số thẻ thì các bạn nhập cái tháng hết hạn và năm hết hạn của thẻ vào đây, vào cái mục bên dưới. Sau đó các bạn nhập cái mã CVN, cái mã mà in ở đằng sau cái thẻ. Sau khi nhập tất cả mọi thông tin thì các bạn sẽ ấn thanh toán. À, ở đây thì sẽ hiện ra cái giao dịch. Thì các bạn có thể lựa chọn cái hình thức xác thực bằng SMS hoặc là email. Thì tôi sẽ chọn hình thức là SMS. Thì tôi sẽ ấn gửi giao dịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ cái tin nhắn của MB. Bây giờ tôi sẽ vào MB Bank này. Rồi, mã xác thực của quý khách là, tôi sẽ điền cái mã xác thực mà MB gửi về cho tôi. Quý khách lưu ý nhập đúng ký tự viết hoa và viết thường của mật khẩu được nhận được. Nếu quý khách nhập sai 3 lần, tính năng 3D CQ sẽ bị khóa. À, thì các bạn phải ghi đúng như là cái tin nhắn mà tổng đài MB gửi về cho chúng ta. Đó, in hoa thì chúng ta phải ghi in hoa, mà in thường thì chúng ta phải ghi in thường nhé. Ok, sau khi sau khi điền xong thì chúng ta sẽ ấn vào gửi giao dịch. Rồi các bạn chờ một chút. À, giao dịch thành công rồi. Quý khách sẽ được tự động chuyển hướng. Đây, hiện là giao dịch đang được xử lý. Rồi. Sau đó thì tôi đã nhận được một cái tin nhắn ở một cái số điện thoại lúc nãy mà số điện thoại liên hệ đấy. Đây này, tôi sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây, cái số điện thoại liên hệ là tôi ghi vào cái máy này. Quý khách đã đổi thành công số điện thoại thuê bao sang eSIM, vui lòng truy cập email để nhận được QR code và làm theo hướng dẫn kích hoạt. Đấy, ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào. Bây giờ mất sóng nha các bạn. Các bạn đây này. Các bạn có thể thấy là cái sóng của tôi bị mất sóng rồi nha các bạn. Mất sóng luôn, không có dịch vụ đây nha. Báo là không có dịch vụ rồi. Đấy, tức là cái SIM mà tôi đổi ấy, thì nó đang lắp trong máy. Thì bây giờ tôi sẽ vào email, tức là họ báo là vào email để nhận cái hướng dẫn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái thư của Viettel này, gửi về này, eSIM này, Viettel chuyển đổi eSIM này. Kính chào quý khách đã chuyển đổi thành công từ SIM thông thường sang eSIM trên thuê bao là số điện thoại của tôi. Xin vui lòng quét mã QR code dưới đây của eSIM để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Quý khách có thể tra cứu QR code trên ứng dụng My Viettel tại lưu ý đây là email tự động, quý khách vui lòng không phản hồi email này, mọi thắc mắc liên hệ tổng đài 18008098. Ok. Rồi, ở bước tiếp theo thì các bạn sẽ vào phần cài đặt. Đây, cài đặt đây nha. Đó, sau đó là các bạn sẽ vào phần di động. Rồi, sau khi vào phần di động các bạn sẽ vào phần thêm eSIM.
thêm eSIM nha. Đó, thì các bạn sẽ có hai cách. Cách đầu là chuyển từ iPhone ở gần. Cách thứ hai là sử dụng mã QR, thì chúng ta sẽ chọn sử dụng mã QR nha. Thì cái đoạn ở cái mục này thì hơi khoai một chút. Tôi thì tôi sẽ sử dụng máy tính. Tôi sẽ mở cái mail của tôi lên và tôi sẽ quét vào cái máy tính. Đấy nha các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ quét nha. Tôi vừa mở cái mail của tôi trên máy tính, tôi sẽ quét vào cái QR của tôi này. Đó, quét xong rồi. Các bạn sẽ chờ một chút. Kích hoạt eSIM. Một eSIM từ Viettel đã sẵn sàng để kích hoạt trên iPhone này. Chúng ta sẽ ấn vào tiếp tục. Hoàn tất thiết lập di động. eSIM Viettel của bạn hiện đang hoạt động trên iPhone này. Chúng ta sẽ ấn vào xong. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái phần là đang là dữ liệu di động đây nha các bạn. Các bạn ấn vào đây này. Sau đó các bạn ấn vào bật đường dây này thì nó mới có sóng nha các bạn. Đó, bật đường dây này này. Đấy, có sóng rồi các bạn. Ok chưa? Cái dữ liệu di động đây này. Cái nhãn cước, gói cước di động này thì các bạn có thể tùy chỉnh. Cái này là nó chỉ đặt tên, không có cái gì đặc biệt đâu. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn xóa cái eSIM này, các bạn có thể ấn vào cái xóa eSIM. Ok. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chuyển đổi cái SIM vật lý sang eSIM một cách rất là dễ dàng và đơn giản. Chúc các bạn thao tác thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.